giải pháp cho các bác mà đang sử dụng xe ô tô mà muốn dọn nội thất nhưng mà quá bận. Đấy, thì như các bác có thể thấy đây là cái bộ ghế của chiếc xe Toyota Innova này. Đấy, thì chiếc xe này thì bác chủ có bị rột trần nha các bác nhá, nên là nước nó đã ngấm hết này, cả ghế này và cái bộ lót ghế này. Đấy, còn cả sàn thì bác chủ có lên sàn da rồi. Đấy, lên sàn da nhưng mà nó sẽ bị ẩm mốc này. Đấy, bác chủ không để ý đúng không? Đấy, không để ý nhá, thì nó đã ngấm hết và nó mốc hết này các bác thấy không? Đây là sàn da nhá. Đấy, sàn da ở bên trên này, sàn nỉ đây, nó bị thấm và nó dì này, thấy không? Nó bị dì hết cái khung sàn xe bên dưới nhá. Và đây là sàn nỉ nguyên bản này, và khi mà mở cửa ra rất là mùi. Đấy, bác chủ rất là mùi và khó chịu, thì bác chủ có qua bên em để vệ sinh. Nhưng mà với cái dòng sàn nỉ như này thì các bác biết rồi đấy, để phơi cái này thì để phơi khô tự nhiên nó rất là lâu. Đấy, nó rơi vào 5-6 ngày, các bác thấy thời tiết như này rất là khó để mà nó khô vì nó mưa nhiều ấy. Thì bên em có giải pháp cho bác chủ, đó là bên em sẽ tháo toàn bộ ghế, chỉ để lại mỗi ghế lái cho các bác thôi. Đó, thì các bác vẫn đi xe sử dụng như bình thường. Đấy, còn em bên em sẽ tháo hết những cái đồ mà cần dọn nội thất. Đấy, thì bên em sẽ xử lý. Sau khi mà bên em xử lý hết thì các bác chỉ việc mang xe qua và em làm nốt phần còn lại. Đấy, thì các bác có thể lấy xe trong ngày được. Đấy, rất là đơn giản cho mình đúng không ạ? Đấy, vừa tiết kiệm chi phí và thời gian cho các bác đi lại. Đấy, và vẫn đảm bảo được cho mình là xe vẫn sạch sẽ thơm tho. Đấy, thì bác nào mà đang gặp tình trạng hoặc là đang muốn vệ sinh dọn nội thất cho xe của mình thì các bác hãy qua Kala các bác nhá.